Rồi chào cả nhà, buổi chiều mấy chú cháu cũng đặt vấn xong trưa mới có chặt để kho ăn cơm. Bữa nay thì mình sang cái chạch kho nghệ nha cả nhà. Heo trắng. Đứng cám chết. Mà bữa nay dính được cá lóc luôn hả chú Hoàng? Ừ. Mình bắt cá chặt thôi, cá lóc vừa lại. Dạ. Cá lóc nuôi hả? Lóc nuôi. Mất chạy sáng rồi. Mấy con cá heo do không có oxy cho nên mới chết. Ừ. Hay lắm, trắng sáng lại nhảy lên nè. Cái con cá lóc, cái con cá lóc nước bữa nay là nhóm rút xuống kinh này. Ừ. Bữa nay ham. Không có nước không làm mày nè. 4, 5, rồi đếm tiền. Ừ. Cho miếng nước vô gọng cá lóc luôn đi. Nhiều quá chú ha. Chắc chừa cái chạch lấu lại quá. Mình kho vậy thì kho cá chạch cơm sẽ ngon hơn. Bỏ mày lấu lại đi. Chạch lấu lại thì bỏ xuống đây luôn. Dạ. Lấu mình ăn con ký mấy 2 ký rồi nó bình thường. Điều đặc biệt của ngày hôm nay thì mình có hẹ nước để chấm cá kho nha cả nhà. Hẹ nước này thì bà con ở xã Tân Lập Mộc Hóa này bán 35.000 ký. Ở trong chợ thì chắc có lẽ là bán mắc hơn. Được. Dạ. Hẹ nước này thì mình chấm cá kho được nè, thịt kho được, mắm kho thì ngon nhất. Hoặc là mình nấu canh chua cũng được. Nó là kho mắm. Dạ. Nó là mắm. Hồi mình ăn mắm rồi, nó nấu canh chua cũng được. Dạ. Nó dễ ăn lắm. Bên cạnh đó thì mình có món thịt ba gọi xào ngó sen. Nhưng mà đi tới Mộc Hóa là phải ăn ngó sen. Tại vì ở đây người dân trồng sen nhiều lắm. Ngó sen này thì 40.000 ký. Anh Đen sẽ cắt rồi chẻ làm hai, ngâm nước chanh muối. Từ khi mà lúa có giá thì người ta mới phá sen, người ta trồng lúa. Chứ lúc trước ở đây trồng sen nhiều lắm. Được, trước ở đây còn thấy mùa nước lên một cái hay là sen với hẹ nước á. Dạ. Nước dữ dằn luôn. Năm nay sao khu này ít nè. Cả nhà thấy thì ở phía trước những cái bờ ganh ruộng nó lội lên nhiều rồi. Ở cái khúc này thì người ta không có xịt thuốc cỏ nhiều. Còn ở phía bên kia đã xịt nhiều lắm. Những cái bờ ganh mà nó lội lên như vậy là mình đi cắm câu cá lóc được rồi nè. Ừ. Thứ gì chưa nói. Cắm câu thì mình sẽ cắm mồi chạy hả chú Hai? Ừ, mồi nhái. Dạ. Câu cái này cắm mồi nhái là dính. Mà phải cắm lúc chiều ha, cỡ dạng. 5 giờ là cắm mà. 5 giờ cắm cái 6 giờ cái chổi mồi, 7 giờ cái thành. 8 giờ là xỉn rồi đó. 8 giờ xỉn hả? Ừ. Xỉn với nồi cháo cá lóc ha. Bây giờ anh Hoàng sẽ lặt hẹ nước. Hẹ nước thì mình sẽ lặt giống như vậy nha cả nhà, cho dễ chấm. Nghĩa là mình sẽ bỏ cái phần ngọn đó, mình chừa phần này thôi. Với lại ngắt ra những cái phần mà nó xấu quá. Lá già nào dập dập đen đó. Dạ. Ngắt bỏ. Hẹ nước như mình ở trong đây còn biết ăn chứ ở vùng mình nói như ở ngoài như bên Đồng Tháp đi. Là nó cũng nhiều cái giai đoạn nhiều khoảng chỗ là có người không biết ăn cái này nè. Dạ. Có những người thành thị thì người ta không để ý, không biết tới, nhưng mà người nông thôn như mình thì biết. Rồi như chuối ngục ở lộn, như cửa ngục mình thì đi đây, đi đó, cái gì cũng ăn được. Tận dụng hết những cọng rau đồng ha. Ừ. Này chỉ cần mình lặt như vậy, mình sẽ rửa sạch lại là mình ăn được. Mà nói chứ cái cọng hẹ nước này mà bán được tới mình mua về ăn là cũng gian nan lắm. Dạ. Làm kỹ lắm. Dập quá là không, người ta không có đếm. Cái lúc hái là cũng cực lắm đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Ngon nhất là cái phần này nè. Cái phần này củ hủ á. Thơm. Thơm mà nó giòn ha, nó ngọt nữa. Cái củ hủ nó thơm. Ở những nơi khác người ta không có củ nghệ tươi á, người ta sẽ dùng bột nghệ để kho cá. Còn ở quê mình thì nhiều, cho nên mình sẽ dùng nghệ tươi để mình kho cá. Cái bột nghệ con kho chứ đâu có ngon mà nghệ tươi. Dạ. Nghệ tươi kho nó thơm. Cá chạch kho nghệ nước dừa tươi ha. Bể nồi cơm nữa. Bao lâu rồi chú Năm chưa ăn hẹ nước chú Năm?
giáp năm ăn được lần, chỉ có lên đọt này là mất ăn được thôi chứ ở dưới làm gì có. Dạ. Dưới chợ mình đúng. Dưới đâu có bán đâu ăn. Mỗi miếng dưới có bán là mình lên đây rồi. Hè này tới cái miệt cái mà Vĩnh Hưng á, Tân Hưng nhiều lắm. Hè này ngược lại bây giờ hiện giờ là nó nằm dưới cái đồng U Minh đồ nhiều nha. Dạ. Mấy cái đồng nó như phèn nó còn. Hồi nãy là mình nhìn thấy nhiều hết anh Quỳ. Ừ. Nhưng mà lạc xong thì cũng không còn bao nhiêu. Cái cọng hẹ nước này có một điều đặc biệt là những người mà mới ăn á, họ sẽ không cảm nhận được cái vị ngon đó. Nhưng mà ăn nhiều lần đi sẽ thấy ngon. Thơm lắm. Dạ. Tại con không biết ăn chứ ăn thơm lắm. Nhiều người mới ăn thì người ta sẽ nói là nó lạc nhách à, không ngon lành gì. Cái hay của ông bà mình á, là biết tận dụng những cái cọng rau nào để mà ăn với cái món nào. Giống như giờ hẹ nước sẽ ăn với mắm kho là ngon nhất. Đó là mắm kho. À, rồi mới tới là cá kho, rồi cuối cùng mới là thịt kho. Giờ ướp cá, cho thấm. Mất luôn. Kho mới ngon. Ngày hẹ với có sắc ớt mày nè. Cá chạch cuối mùa nước nổi hên quạt. Cuối mùa. Nhìn cái món gà nghệ là nhớ tới mùng 5 tháng 5 bánh xèo hả? Chú hai sẽ cho tỏi băm với lại củ hành tím băm vô luôn. Hồi nãy mà mình để cái chạch lấu vô kho chung là nhiều lắm, ăn không hết đâu. Ừ. Không mà thật sự đúng, như bây giờ bớt lỡ đi, giờ cái chạch ăn cũng không hết. Dạ. Bởi vì kèm kế bên này có cái thao thịt. Anh Hoàng với đen thì thịt ba gội vẫn là chân ái. Nói chứ như những đầu lúc ha, mình đi đồng á, có những lúc nó thèm, kiểu mà thèm mau lẹ lắm. Giờ thèm tớ luôn đó, là giờ này thèm nè, mà đâu có đĩa đồng đâu có mua ăn được. Dạ, yeah. Bữa sau mua cái là hết thèm. Bữa sau mua hết thèm. Ở phía trước thì anh đang chặt trái dừa để mình kho nha cả nhà. Trái dừa đó thì cũng cứng cại. Mặc dù đang là buổi chiều, nhưng mà gió vẫn lạnh. Gió dữ lắm, cái ngày gió nguyên đêm mà hôm chú hai sập ngủ luôn á. Cái ngày lạnh lắm. Thế mà gió bất về mạnh á, thì con cá trên đồng là nó cũng bớt ngon rồi. Không đi. Tại vì nước nó rút nữa. Nước rút. Như thường thường là cái mùa này hay là gió dành ngọn nổi vàng rồi, giờ cho nước dừa vô. À, cho miếng lọc anh xưa. Mình kho có một chảo cá mà anh đang chặt tới ba trái dừa. Chặt uống luôn mà. Sôi rồi cho cá vô. Đây là chiên này chất lượng rồi. Hết lội rồi. Dừa luôn á. Bây giờ là chưa có màu đâu. Chút nước nghệ nó chút sẽ nước ra nghệ, cái ra màu nước. Nhìn đẹp lắm. Ra nước nó mới có màu được chứ. Mè đó. Mình đỏ. Nhắc tới mè thì mình nghĩ ngay tới cá rô ha. Ừ. Cá rô kho mè. Kho mè là thầy. Chấm như bông súng. Thời điểm nào thì ăn cái món đó ha. Nước giống này... như mới lên đồng thì ăn bóng súng quá chừng ngon. Nước này cái gà đẩy bờ đẩy hết nổi luôn. Quá trời cạn. Sáng đẩy cũng bứt ruột. Đấy, ghe nhỏ mà đi mà nó còn ghe nổi nó còn dướng bực bờ đó. Sáng ông đặt đây phải không? Đây. Ừ. Ông đặt lên. Lên chạy đó rồi nó bực bực ruột cái rồi xuống á. Bực gì? Dán con đặt trên ruộng kìa.
sáng ngày kéo, trời trời ai chạy xuồng kỳ vậy, nhìn lại xuồng mình cái nào cũng gách hai ba lỗ lừ chứ nó cạn á. Nhờ ghe của anh Hoàng với ghe anh Đen không có bánh lái, đi dễ dàng hơn ghe của chú Năm chú Hai. Hiện tại thì ghe của chú Năm chú Hai cũng đậu đi xa nha cả nhà. Mình ghé mình rước chú Năm chú Hai qua ghe anh Đen rồi mới chạy lại đây đậu. Ghe của chú Hai chạy đi không được. Có khi nào hồi về mất ghe luôn không? Mất luôn, mà có gian xe mà về dưới luôn. Năm nay số lượng cá heo không nhiều. Năm nay đừng bận cái chuyện, năm nay không có cá luôn, cá xỉu. Dạ. Đầu mà nước vô chỗ chạy cá quá mà sao cái gầy không có cá không? Cái gầy chú Hai bữa hổm định cái đồng này đặt 7 ngày chạch nè. Dạ. Không có cái chạch luôn. Bây giờ em bữa nay đâu bán. Ba con. Dạ. Ba con. Ba con. Mình đang dán neo neo đợi nước rút nè. Nghĩa là khi mà nước kém á. Còn nước con ham này nó mới không rút đó, mình rút về quê luôn á. Dạ. Rồi tạo cái chạch này mặn liền còn ha. Chết luôn à. Riêng còn có mặn. Còn chấm. Ngóc đầu lên đó chú Hai. Ừ. Chù lên thở. Lú lú lên cũng như đi móc cá cạn bắt vậy thôi. Chiếc rượu anh xui rồi. chưa tới giờ chiếc còn món rồi tối vàng ngày sau thịt cũng được hết luôn buồn mẹ ơi kho tiêu thư gì chịu nổi. Ở đây em đi lên đây cũng gần 2 tháng trời đó, không biết cái chợ gần sao luôn. Hai tháng rồi. Ở đây thì mình đi chợ Kiến Tường là gần nhất nè. Dạ. Sau đó là cái chợ Tân Thành. Tân Thành bị xa. Không thì có chụp đây. Tân Thành thành đúng năm đây. Hai cái chợ này thì nổi tiếng bán đồ đồng từ xưa giờ. Ừ. Chợ này giờ kiếm cái lóc nuôi chắc không có rồi. Có chứ hả? Hả? Mà nghĩ Tân Thạnh nó mạnh hơn. Tân Thạnh mạnh hơn. Thạnh lớn hơn mà. Tân Thạnh thì cái đồng mạnh hơn. Về bọc quá là phải ăn những món đồng quê như con cá đồng nè, rồi những cái cọng dao đồng, hẹ nước, rồi ngó sen, rau dừa, rau muống. Dạ, nhất định là phải ăn mấy món này ha. Ừ, còn súng. Nước mới lên thì ăn rau nhúc, về ăn rau nhúc thì mệt à, ta sẽ thuốc cỏ. Giờ kiếm rau ăn đâu dám ăn đâu, ăn bậy cái chết liền. Bữa chú Hai với ông Chùi hái ăn đây, đêm đó đi cầu tưởng chết luôn à. Dạ, như cái bữa mình ăn ngó lục bình lương đó. Ừ. Mình phải đi ra tới ngoài sông Dầm Cỏ. Ủa. Mình hái ngó lục bình. Nãy có thêm miếng nước vô cho thịt mềm rồi giờ cho ngó sen vô. Đố anh xui cho mấy này cái gì nè? Ngó một cây. Ngó một cây lên hả? Cái này là nữa nó nhảy lên cái bụi nó chỗ sen lên nữa nè. Thì đó. Rồi cái này nó nhảy lên nữa nè. Kêu một cái chèo ha. Ừ. Tính ra như cái trồng sen này sẽ nó phá đất dữ dằn lắm nha. Ừ. Ăn xa lắm luôn á, nhảy như năng. Ừ, xa lơ xa lắc gì đó, vậy cho vài năm sau bên đó cũng có sen đó. Sen thì bên bờ bên ruộng bên kia nó trồng, bên đây mình khỏi, mình khỏi trồng. Bây giờ năm sau mình có bán rồi. Khi mà ngó sen mình xào vừa chín tới á, ăn nó giòn nó ngọt cực kỳ. Ừ. Đặc biệt đó là ngó sen mới hái nè. Mới hái là ngon. Dạ.
thái ăn mấy cái ca trồng mà nói tháng 3, tháng 2 trồng đó. Trồng nó mới thơm mới bụi. Đây. Rồi, đưa này vô đi. Chiều cũng có cá kho, mời cả nhà ăn cơm với chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái con cá heo mình kho gì nè, cái da nó mềm. Chứ mà anh kho quéo quá, vừa kho khô á, cái da nó cắn bứt á, cái chặt kho cũng mềm, dai. Nghe một lần, nghe này là mỗi ngày tao mỗi ăn. Ngày nào cũng ăn. Hèn chi con nhìn thấy chú cuốn chuyên nghiệp quá. Dắp nó mang được lần ha. Ngó sen thì giòn, thịt có thể mềm ngọt. Cảm nhận là con cá trạch nó còn mềm không chú Năng? Mềm. Còn thơm. Lòng gãy ngon kìa. Nào phải mắm ha, kho kẹo kẹo ha. Không mà mình kho gì kho nó có nước cũng dễ chắc. Bùi nè, bốc cá rồi hả?
ngó sen này nhớ tôi chúng linh. Hai chú cháu nhổ ngó sen cạo thì ơi tình nó đúng không, cái ngó sen này biết nhổ nhổ mau lắm rồi mà. Em nhổ thua, em nhổ từ từ sáng tới giờ trưa mới đủ ăn. Bằng bằng chút chứ gì hả, nhổ cũng mau, biết nhổ mau. Em đi vài bữa nữa mình về quê rồi còn đâu mà cá ăn chứ, có dám ăn đâu. Không mà thiệt, ở dưới cá không dám ăn thiệt, ở dưới gần 200 mấy một ký. Vấn đề là mùa này mình đặt ở dưới chưa chắc có cá nữa. Ừ. Dưới mấy bạn có bắp chưa? Như anh hai thấy đây đơn giản, các con cá chê lai cho phi mình đi ở đây chết bán cá mòi có 4-5 ngàn ký, mình dưới bán 40-30 về dưới. Nhưng những cái con cá chết ở đây nè, mình về dưới mình bán cũng có tiền rồi. Sáng này anh chạy một thao của khu phi á, bán mỏng còn chê, bán cá mồi mỏng á, hôi trời này gì biến cắt đó. Trời đất. Có dưới mình ha, cá khu phi như mình dính đây ha, con cá 4 ngón, về dưới mình bán 30 ngàn ký rẻ. Cá là gì với mình là 30-40 ngàn ký á. Ví dụ mình làm xiên ha, làm xiên rồi cái mình mặn mình bán chừng 2 ký cái mua lại được vài chục ngàn thịt. Sáng tạng viện muốn bệnh nhưng mà để là mặn khô hết rồi. Thì cái lúc này á mình canh nước mình đón nước thì coi như ai tranh thủ rồi dập được thì làm khô nè, để Tết về không có khô ăn nhậu đó. Sớm quá, tới Tết hết khô. Lên ba cánh đồng mà trên này là có chưa? Lên chợ đó chứ, lộn, quên. Này nó có trồng nó gì á? Không phải trồng đâu, thôi. Có nhiều nơi trồng á anh Quang. Cái đám nào nó mọc là người ta đem. Những cái tháng trong năm á sẽ có luôn, đó là hè trồng. Nhưng mà nhổ cực lắm, phải chầm mình dưới nước, là phải rửa cho sạch. Nhổ cực khổ không? Vì con phải giặt. Vũ sạch khẽ nàng hoàng. Tính ra 1 ký ngó sen mình mua chợ 40 ngàn. Là để em mình nhổ ngó sen em bán cho em nhổ này 1 ký chắc thúi luôn. Tính ra là mấy người này nhổ hẹ này là nhổ không khéo nè. Người ta nhổ hẹ gọn không là nắm cái hẹ ta nhổ là nước cũng vậy là nhổ nước ngược không. Nhổ rồi là ta đưa lên vậy là ba cái ngoài này ha, là ta bứt sơ cái là ta nhổ nắm ta bỏ để nhầm dài xuồng nó không có dập. Nó không có gãy hả? Ừ, nhiều khi vậy. Trong quá trình vận chuyển tới tay người bán đó chú hai, họ không cẩn thận cho nên nó gãy. Rồi mà như hẹ này như con bán ngày nay không hết là mới bỏ rồi nè. Dạ. Mấy cái dập là nó hư. Chịu khó mình nhúng nước. Thôi thì mình ráng ăn cho hết rồi để chịu nó hư nữa nè.